sai người về vua tương lai sẽ mở ra một triều đại mới. Đã phái ta tới giải cứu cho bá tánh khỏi cảnh lầm than. Cái gì? Điện hạ, ngươi có nhìn thấy bá tánh Chu Sơn đang chịu cảnh lầm than hay không? Hắn đã đổi thủ quyền bí mật gặp nhau. Nhìn xem đó là sao vậy? Dân xin ạ, đợi tới khi trời sáng ta sẽ tìm bắt thủ tên trộm chạy thoát. Đi chuẩn bị đi. Nhưng mà hoàng tử, người định dùng cách gì để bắt được lũ trộm đó chứ? Ta thử tình chứng là cô ta đã có bí mật gì đó. 20 giờ trên kênh HTV2 Viên Chi Lừa. Không có ai biết dấu hiệu này sao? Là nằm dấu chấm.